Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, lao phổi là bệnh truyền nhiễm lây qua đường không khí. Khi mắc bệnh lao phổi, các vi khuẩn có thể lây lan từ phổi đến các cơ quan khác, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người bệnh. Hiện nay còn một tỷ lệ nhất định người mắc lao không biết mình bị lao. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ cung cấp tới quý vị những thông tin về các phương pháp phát hiện bệnh lao. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi bệnh lao có khả năng lây lan nhanh và rộng. Những người mắc bệnh lao tiềm ẩn không truyền nhiễm và không có triệu chứng là do hệ thống miễn dịch của họ đang bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn. Nhưng tình trạng này sẽ không diễn ra lâu. Bệnh lao phổi tiềm ẩn sẽ phát triển thành lao hoạt động với các triệu chứng phát tác và lây lan ra môi trường xung quanh cho người khác. Cách tốt nhất để phòng chống căn bệnh này là tiêm vaccine ngay từ tháng đầu tiên chào đời. Các triệu chứng bệnh lao phổi điển hình cần được phát hiện sớm ho. Đây là triệu chứng của bệnh phổi cấp và mạng tính. Ho có thể do nhiều nguyên nhân như viêm phổi, giãn phế quản, lao. Trong trường hợp ho trên 3 tuần cũng như dùng thuốc kháng sinh mà không thuyên giảm thì nguy cơ mắc bệnh lao phổi là rất lớn. Khạc da đờm. Khạc da đờm là triệu chứng bệnh lao phổi thường gặp. Nguyên nhân do tình trạng tăng xuất tiết do phổi phế quản bị kích thích hoặc do có tổn thương tại phế quản phổi. Ho ra máu. Đây là triệu chứng bệnh lao phổi có thể gặp ở 60% người mắc bệnh xuất hiện khi có tổn thương chảy máu trong đường hô hấp đau ngực khó thở. Đau ngực là một trong những triệu chứng bệnh lao phổi dễ nhận thấy ở bệnh nhân. Ho nhiều sẽ gây ra ức chế lên phế quản dẫn đến tình trạng khó thở, đau ngực. Gầy sụt cân là triệu chứng thường gặp ở số đông người bệnh lao phổi. Những người bệnh gầy sụt cân không rõ nguyên nhân, không phải do tiêu chảy, suy dinh dưỡng, nhiễm HIVs nhưng có các triệu chứng hô hấp như đã nêu trên thì phải đi khám ngay. Sốt về chiều, triệu chứng sốt cao, sốt thất thường và đặc biệt là sốt nhẹ kèm hiện tượng gai lạnh về chiều là dấu hiệu cần nghĩ tới khả năng đã mắc bệnh lao. Đổ mồ hôi bệnh lao phổ biến khiến đổ mồ hôi là do rối loạn thần kinh thực vật mà người ta thường hay gọi là ra mồ hôi trộm nhiều về ban đêm. Cơ thể mệt mỏi, mệt mỏi là triệu chứng thường gặp khi cơ thể bị vi khuẩn tấn công và khi nhiễm vi trùng lao cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí tình trạng mệt mỏi do mắc bệnh lao còn nặng nề hơn, mặt khác do tác động tâm lý stress gây nên các ức chế khiến người mắc bệnh lao càng thêm mệt mỏi. phương pháp phát hiện bệnh lao chủ động. Phát hiện chủ động, người thầy thuốc, người cán bộ y tế chủ động đưa các phương tiện phát hiện bệnh, kính hiển vi, máy chụp X quang tới xã, phường, thôn bản, chủ động phát hiện lao, chụp X quang, lấy đờm tìm trừ khuẩn lao cho tất cả mọi người. Phương pháp phát hiện chủ động, cán bộ y tế chủ động, đối tượng được phát hiện thụ động rất tốn kém vì phải tiến hành trên rất nhiều người để có thể tìm ra một số rất ít người mắc bệnh như kiểu mò kim dưới đáy biển. Ví dụ, tỷ lệ mắc lao là một phần ngàn, thì phải tiến hành trên 1.000 người để có thể tìm ra một người mắc bệnh có chỉ khuẩn lao trong đờm. Do vậy, khó có thể tiến hành được trên diện rộng, khó có thể làm thường xuyên, hiệu quả của công tác phát hiện lại không cao. Phương pháp phát hiện bệnh lao thụ động Phát hiện thụ động, người bệnh nghi mình mắc lao khi có các triệu chứng hô hấp như ho, sốt kéo dài, khạc máu, gầy sút cân, tự chủ động tới cơ sở y tế để khám bệnh và làm xét nghiệm phát hiện bệnh. Cơ sở y tế phát hiện bệnh cho người bệnh một cách thụ động, số người phải phục vụ ít hơn rất nhiều so với phương pháp phát hiện chủ động nhưng hiệu quả rất cao vì số người đến đã được sàng lọc, chỉ tiến hành trên những người thực sự có triệu chứng. Sự tốn phí cũng ít hơn rất nhiều nên có thể tiến hành trên những địa bàn rộng rãi, thời gian có thể kéo dài. Muốn phát hiện thụ động có hiệu quả cao trong công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe phải được làm tốt cho mọi người biết được càng nhiều càng chi tiết những dấu hiệu chính của lao phổi càng tốt với cách truyền thông gọn gàng, đơn giản, dễ nhớ. Quý vị và các bạn thân mến, hiểu thế nào về miễn dịch cộng đồng sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.